chúng mình là Tơ Một Khám Phá. Các bạn thân mến, phim truyền hình lấy đề tài huyền huyễn từ lâu đã không còn quá xa lạ với các mọt phim hoa ngữ. Phim huyền huyễn hấp dẫn người xem bởi vì có kỹ xảo đẹp, nội dung phim độc lạ cùng dàn diễn viên vô cùng xinh trai đẹp gái là những điểm cộng vô cùng đắt giá cho thể loại phim này. Với thành công ngoài mong đợi của phim Tam Sinh Tam Thế Tâm Lý Đào Hoa trên khắp các nước ở châu Á, thì các nhà sản xuất Trung Quốc đang ngày càng ưu ái cho thể loại phim này với một loạt các sản phẩm vô cùng xuất sắc ra đời. Và sau đây, Tơ Một Khám Phá chúng mình xin được giới thiệu với các bạn 7 bộ phim cổ trang huyền huyễn được khán giả đánh giá cao trong thời gian vừa qua. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Thành công nhất trong số các tác phẩm cổ trang huyền huyễn thì phải kể đến Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Bộ phim đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng, không chỉ ở trong nước mà còn cả quốc tế. Hiện tại, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã ghi tên mình vào danh sách những bộ phim có lượt view online nhiều nhất ở Trung Quốc với hơn 50 tỷ lượt xem tính từ thời điểm phát sóng. Sở hữu dàn diễn viên xịn sò như là Dương Mịch, Triệu Hữu Đình, Trương Chí Nghêu, Vu Mông Lung, Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim đã đập tan những nghi ngờ, chê bai từ công chúng, trở thành một trong những tác phẩm cổ trang huyền huyễn xuất sắc nhất, thành công nhất. Hoa Thiên Cốt. Bên cạnh Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hoa Thiên Cốt của nữ hoàng rating Triệu Lệ Dĩnh cũng là một trong những tác phẩm đề tài huyền huyễn được liệt vào hàng kinh điển. Nhờ thành công của Hoa Thiên Cốt mà diễn xuất cùng sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng được khẳng định. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Fresh Quả Quả, từng làm mưa gió trên các diễn đàn văn học mạng ở Trung Quốc, Hoa Thiên Cốt xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai thầy trò Bạch Tử Họa do Hoắc Kiến Hoa thủ vai và Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Cốt truyện hấp dẫn, gay cấn cùng kỹ xảo được đầu tư, Hoa Thiên Cốt đã trở thành một hiện tượng truyền hình năm 2015. Túy Linh Lung. Cùng ekip sản xuất với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nên từ khi công bố dự án, Túy Linh Lung đã được báo giới và công chúng săn đón. Không chỉ sở hữu ekip sản xuất chắc tay cùng cặp đôi nhan sắc Trần Vĩ Đình, Lưu Thi Thi, Túy Linh Lung còn mê hoặc người xem bởi trang phục đẹp mắt và cốt truyện vô cùng hấp dẫn, mới lạ. Tình yêu sâu đậm giữa nàng thánh nữ, Vu tộc Phượng Khanh Trần do Lưu Thi Thi thể hiện cùng Thái tử Nguyên Lăng do Trần Vĩ Đình thể hiện đã khiến cho khán giả tốn bao nhiêu là nước mắt. Một điểm sáng của Túy Linh Lung đó chính là phần kỹ xảo mượt mà và mãn nhãn, không hề sơ sài như đại bộ phận phim cổ trang Trung Quốc hiện nay. Chuyện tình giữa nàng thánh nữ Phượng Khanh Trần và Thái tử Nguyên Lăng phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể đươm trái. Liệt Hỏa Như Ca. Nếu yêu thích tiểu thuyết của Minh Hiểu Khê thì Liệt Hỏa Như Ca sẽ là một tác phẩm huyền huyễn không thể bỏ qua trong list phim cần phải xem của mọt phim hoa ngữ. Từ lúc lên sóng tới nay, Liệt Hỏa Như Ca luôn nằm trong top những phim đề tài cổ trang huyền huyễn xuất sắc nhờ phần kịch bản chuyển thể tốt cùng dàn diễn viên vừa có tài vừa có sắc. Liệt Hỏa Như Ca cũng là phép thử mới của nam thần xứ Đài, Châu Du Dân ở mảng phim cổ trang cùng tiểu hoa đán được săn đón nhất hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba. Phần phục trang của phim cũng nhận được nhiều lời khen vì vừa tinh tế lại vừa toát lên được tính cách con người của nhân vật. Hương Mật Tựa Khói Sương. Quả là thiếu sót khi không kể đến chú hắc mã của mùa hè năm ngoái, Hương Mật Tựa Khói Sương. Đụng độ một đối thủ mạnh như Diên Hy Công Lược, nhưng bộ phim vẫn giữ chân được khán giả vì nhờ tình tiết ngọt ngào mà rất đỗi bi thương giữa nàng thủy thần vô tâm Cẩm Mịch cùng với thái tử thiên giới Húc Phượng.
Sự kết hợp cực kỳ ăn ý giữa đôi bạn thân Dương Tử và Đặng Luân cùng màn thể hiện xuất sắc ngoài dự đoán của nam phụ La Vân Hy trong vai Dạ Thần Nhuận Ngọc đã giúp cho Hương Mật Tựa Khói Xương trở thành một trong những tác phẩm đề tài cổ trang huyền huyễn được yêu thích nhất năm 2018. Và cũng nhờ vai diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc mà La Vân Hy đã trở thành gương mặt được săn đón nhất hiện nay. Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Một tác phẩm không quá đình đám của Dương Tử, nhưng Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết vẫn được các mọt phim Hoa ngữ đánh giá cao. Dựa trên câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc về cặp chị em Thanh Xà, Bạch Xà cùng chàng thư sinh Hứa Tiên, cặp đôi Nhuận Gia Lâm, Dương Tử đốn tim người xem bằng những phân cảnh tình cảm ngọt lịm. Tạo hình cổ trang đẹp mắt của hai mỹ nam Nhuận Gia Lâm và Mao Tử Tuấn cũng là điểm thu hút fan nữ của Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ được chuyển thể từ tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị của nhà văn nổi tiếng Bồ Tùng Linh. Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ gồm 6 truyện nhỏ: Phong Tam Nương, A Tú, Anh Chữ, Hồ Tứ Tướng Công, Trường Đình, Hằng Nương. Mỗi câu chuyện lại có một nhân vật với số phận, nỗi niềm khác nhau. Lên sóng từ năm 2016, nhưng bộ phim vẫn là một trong những tác phẩm cổ trang huyền huyễn được khán giả yêu thích nhất vì dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt như Vương Khải, Tưởng Kình Phu, Trương Nhược Quân, Kim Thần, Cổ Lực Na Chát. Các bạn đã từng xem một trong những bộ phim vừa kể trên chưa? Bạn có cảm nhận như thế nào về những bộ phim này? Thì đừng quên để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé! Tiếp đến là hãy like, share video, đăng ký kênh Top 1 Khám Phá để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!